Xin chào khán giả của HTV3 Dreams TV. Chúng con là Dream Gen. Mình là Đỗ Hải Anh. Tôi là Hợp Rock. Mình là Thùy My. Xin chào tất cả khán giả của HTV3 Dreams TV. Tôi là Vũ Cát Tường. Đây là Đẹp Media. Mình là BN. Võ Hạ Trâm. Chúng tôi là The Lyricist. Tôi là Thanh Bồi. Chúng ta đang bước vào những ngày cuối của năm 2019 và năm 2020 đang đến gần. Hãy cùng chào đón một thập kỷ mới thật là hoành tráng. Đây là một lễ hội âm nhạc lớn nhất, từ nghĩa là lớn nhất cuối năm, với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật thị giác và công nghệ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Lễ hội ánh sáng Countdown Light 2020. Cộng đồng chung, tương lai chung, ngôi nhà chung. Lights 2020. Our people. Our future. Our home. Hẹn tất cả các bạn tại đường đi bộ Nguyễn Huệ 31 tháng 12 này nha.